ADN là đại phân tử được cấu tạo từ hai mạch xoắn kép. Mỗi mạch là chuỗi các nucleotide có tên A, T, G và X. Hai mạch này bổ sung cho nhau. Điều này có nghĩa là T ở mạch này sẽ liên kết với A ở mạch kia, G ở mạch này sẽ liên kết với X ở mạch còn lại. Mỗi mạch có hai đầu là đầu 5 phẩy và 3 phẩy, đầu 3 phẩy và 5 phẩy. Điều này có tính quyết định đến sự tái bản của mỗi mạch. Đầu tiên, hai mạch tách nhau ra tạo thành hai sợi đơn dưới sự tác dụng của enzyme tháo xoắn helicase. Chúng tạo thành các trạc hình chữ Y. Hai sợi đơn tách ra trở thành khuôn mẫu cho sự tạo thành sợi ADN mới. Tái bản được bắt đầu nhờ enzyme ARN polymerase. Nó tạo ra một đoạn ARN nhỏ gọi là đoạn mồi primer. Đoạn này đánh dấu điểm bắt đầu của mạch mới. Enzyme ADN polymerase liên kết với các đoạn mồi này, tổng hợp lên ADN mới. Do enzyme này chỉ có thể bổ sung các nu theo chiều 5 phẩy đến 3 phẩy, nên mạch 3 phẩy 5 phẩy sẽ được tổng hợp liên tục. Còn mạch kia sẽ được tổng hợp gián đoạn. ADN polymerase sẽ tạo ra những đoạn ngắn, hay đoạn này còn gọi là đoạn Okazaki. Mỗi Okazaki đều bắt đầu với một chuỗi ARN mồi primer và ADN polymerase thêm vào đó những đoạn nucleotide nhỏ theo chiều từ 5 phẩy đến 3 phẩy. Đoạn mồi tiếp theo được bổ sung ở phía sau mạch này. Okazaki mới được hình thành và quá trình tiếp tục được lặp lại. Một khi mạch mới được hình thành, sẽ xuất hiện enzyme esonuclear loại bỏ tất cả các ARN mồi. Và một đoạn ADN polymerase khác sẽ xúc tác với các nucleotide tạo thành một đoạn ADN lấp vào vị trí trống. Cuối cùng, enzyme ligase nối các đoạn Okazaki lại với nhau ở cả hai mạch đơn để tạo thành hai phân tử ADN mới. Sự tái bản ADN được dựa trên nguyên tắc bán bảo toàn, nghĩa là mỗi ADN con mang một mạch từ ADN mẹ, một mạch được tổng hợp từ môi trường. Everything changes. Đây là tế bào đơn vị tái bản của mọi mô sống. Trong phần lớn tế bào của người có một cấu trúc được gọi là nhân. Nhân tế bào chứa hệ gen, thông tin di truyền. Ở con người, gen được phân bố ở 23 cặp nhiễm sắc thể. Mỗi nhiễm sắc thể chứa một chuỗi ADN rất dài và được đóng gói chặt chẽ xung quanh một loại protein được gọi là histone. Một đoạn của ADN được gọi là gen. Mỗi gen chứa thông tin chỉ dẫn để tạo nên protein. Khi một gen được bật công tắc, một loại enzyme có tên polymerase gắn vào đầu của gen. Nó trượt trên đoạn ADN để tạo lên một đoạn ARN thông tin ngoài vùng của các nucleotide tự do trong nhân. Dòng mã ADN xác định thứ tự mà các tài nguyên tự do được phép thêm vào ARN thông tin. Quá trình này được gọi là phiên mã. Trước khi ARN thông tin có thể sử dụng như một bản mẫu cho sản phẩm của protein, nó cần được xử lý, vứt bỏ những phần không liên quan và nối những phần của ARN lại. ARN thông tin sau đó sẽ chuyển động ra bên ngoài nhân và vào tế bào chất.
nhà máy sản xuất protein ở trong tế bào chất được gọi là ribosome gắn vào ARN thông tin vừa thoát ra ngoài. Ribosome đọc những dòng mã trong ARN thông tin để sản xuất một chuỗi amino acid. Có 20 loại amino acid. Phân tử ARN vận chuyển mang theo amino acid đến ribosome. ARN thông tin đọc mỗi một mã bộ 3 một lần. Với mỗi một mã bộ 3 được đọc, ARN vận chuyển sẽ cung cấp một amino acid chính xác. Quá trình này được diễn ra để tạo nên một chuỗi amino acid. Khi một amino acid cuối cùng được thêm vào, chuỗi này bắt đầu xoắn lại để tạo nên một dạng hình học ba chiều phức tạp, phân tử protein được ra đời.